Các bạn đã trở lại kênh Pizza 1987 TV. Nay tối nha các bạn, nay chiều giờ này mấy giờ? Giờ này có mấy giờ không? 7:25. À 7 mấy giờ 8 giờ. Giờ này mới ăn cơm các bạn. Bữa nay ăn cơm được thứ hai đó, giờ lại ăn cơm. Thì ăn cơm được thứ hai rồi mới nhấp cái gì? Gan bò. Giờ nhấp cá tí tô. Sẵn mình giới thiệu luôn ra cá chị bệnh cảm ho sổ mũi ho luôn, rồi tí tô giải độc mát gan ăn tốt mát đẹp da nữa. Sẵn giới thiệu luôn. Cái này nguồn hàng ok á, làm đại lý ngon luôn. Cái này là collagen dạng uống á mày, cái này high style à, xịn lắm á. Thằng này thông thái này. Này bông cải. Bông cải. Bông cải các bạn. Cuốn luôn. Ôi, quán trang. Quán ra chứ quán trang thì mày. Có chuyện gì vô. Qua đây. Chạy là đi sống, đi kiếm cái cây phân lá các bạn ơi. Gì đâu? Em làm quán trang. Nước mắm nha các bạn. Đi kiếm cái cây phân lá các bạn ơi. Đi kiếm cái cây phân lá các bạn ơi. Tập trung làm ba không lỗ mỗi cái chân gì à. Đi đảo đâu, tất nhiên rồi. Mọi người mình đây á. Đúng không? Mốt làm món nướng review cho các bạn. Gan nướng. Con bò nướng. Mà các bạn miếng bông cải nha. Không có cho xem rõ lắm. Để cho nó là những người xem, những người gọi là không cái họ mới đó, mình tò mò luôn các bạn ạ. Cũng rất là tò mò luôn các bạn ạ. Thì mình cũng biết phải như thế nào đây. Thì bây giờ thì mình sẽ xem những thông tin gọi là mới về gọi là trái đời hơn. Ờ, trong cái cà ri hôm. Cú hành. Bây giờ bà anh về phương cái điều tra.
hai cái rồi. Còn cái chảo nữa. Ừ, sao rồi. Ừ. Đây là mới rửa xong. Ừ, mình mới rửa xong. Ừ, xin dừng clip tại đây các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình với cho mình xin một like nha các bạn. Mình hẹn những bạn các bạn những clip tiếp theo nha. Xin chào. Mày cái gì cho tao thôi, là cái của tao thôi.